Thưa quý vị và các bạn, là một nhà giáo, sĩ quan quân đội hay cán bộ quản lý nhà nước, nhưng sau khi nghỉ hưu, thay vì ở nhà nghỉ ngơi, vui cùng con cháu, thì các ông lại chọn cho mình cái nghề chụp ảnh nghệ thuật để đưa những nét đẹp của thiên nhiên, những cuộc sống đời thường, những đổi thay của làng quê hay những buổi tuần tra của các lực lượng đóng quân trên biên giới cho dân, để mang đến cho người xem nhiều cảm xúc về quê hương và con người An Giang. Nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi và Hội Người cao tuổi Việt Nam 1 tháng 10 năm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn về những hình ảnh của những người nghệ sĩ nhiếp ảnh, dù ở cái tuổi ngoài 80 nhưng vẫn ngày ngày với chiếc máy ảnh đi khắp nơi ghi lại những khoảnh khắc đẹp để thỏa lòng đam mê. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Long năm nay đã 87 tuổi, hơn 30 năm trời bột giảng, đó cũng là thời gian ông gắn bó với chiếc máy ảnh đi săn tìm những nét đẹp ở cuộc sống đời thường. Từ những người nông dân lam lũ trên đồng, chỉ công nhân đi làm đêm, những cô gánh hàng rong lặn lội xuyên đêm mưu sinh, hay là những ngày lễ hội của đồng bào dân tộc Khmer, Chăm, đều được ông chụp lại. Theo nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Long, chơi ảnh nghệ thuật có nhiều điều thú vị giúp con người tĩnh lặng hơn để cảm nhận được cuộc sống bên ngoài. Tới cái tuổi già như thế này đó, mình mới thấy mình trong cái nhiếp ảnh nghệ thuật đó, nếu mà mình tìm hiểu sâu nữa là nó đưa mình đến cái cuộc sống là cái cuộc sống chân thiện mỹ, nó nhiều cái hay lắm mà mình cần phải học hỏi và có cái tấm lòng chia sẻ với mọi người, tham mê cái vẻ đẹp của thiên nhiên và không bao giờ có ý nghĩa là phá hoại nó. Nhiếp ảnh nó cho tôi được như vậy, đó là một bài học rất là tốt đẹp cho tôi. Với ông Phạm Thanh Quang, hay còn gọi là Quang Vũ, năm nay cũng đã 82 tuổi. Sau khi rời quân ngũ, là ông chuyển sang chơi ảnh nghệ thuật với các anh em trong Hội Nhiếp ảnh Châu Đốc. Vì theo ông, trong thời gian ở quân đội, không có điều kiện để chơi ảnh nghệ thuật. Trước cảnh đẹp của quê hương, đất nước, mong muốn góp một phần tuổi già còn lại, lưu giữ hình ảnh đẹp của quê hương cho con cháu về sau. Cái đam mê của cái nhiếp ảnh này nó xuất phát từ quê hương mình rất rất nhiều cảnh đẹp. Có nhiều cái cảnh đẹp mà từ trong cái quá trình mà mình hoạt động công tác thì mình không có đủ điều kiện để mình ghi lại những cái hình ảnh đẹp đó. Bây giờ khi mà đã nghỉ hưu, thời gian mình nó cũng có được rảnh rỗi. Từ đó là mình muốn đi ghi lại những cái cảnh đẹp của quê hương mình. Vì những cái cảnh đẹp đó mà mình là ước mơ từ trước tới giờ, cũng như bạn bè cũng ở trong ngành nhiếp ảnh, nó cũng làm thôi thúc mình để rồi cùng với bạn bè, anh em, mặc dù là lớn tuổi nhưng mà mình cứ làm dưới khả năng mình, được cái gì mình cống hiến được cái gì cho xã hội thì mình cứ tiếp tục mình làm. Hơn 60 năm chụp ảnh, ông Nguyễn Phương Ngoan, năm nay đã 79 tuổi, từng là phóng viên chiến trường của tờ báo Quyết Thắng, tiền thân của báo An Giang ngày nay. Ông được xem là một trong những nhiếp ảnh gia khá đặc biệt. Ảnh qua ống kính của ông là đa sắc màu, góc nhìn và thời gian. Đó là những đổi thay ở vùng đồng bào dân tộc, sức sống mới ở các vùng nông thôn mới, những buổi tuần tra của các lực lượng đóng quân trên biên giới, những làng bè lung linh màu sắc, nhằm truyền tải đến người xem bằng con đường nghệ thuật để hiểu được sự đổi thay của quê hương, đất nước theo từng năm tháng. Tôi nghĩ rằng nó rất quan trọng. Nó là một trong những bộ môn của văn học nghệ thuật đang làm cánh tay nối dài để tuyên truyền các cái chủ trương đường lối chính sách của đảng và nhà nước, pháp luật của nhà nước đó, đã tận quần chúng nhân dân một con đường bằng nghệ thuật. Thì người ta rất dễ tiếp thu. Đồng thời là nhiếp ảnh này đó có thể bắt thời gian ngừng lại trong giây phút để giữ cái thời gian đó cho nhiều đời con cháu sau này biết rằng hiện nay đó là chúng ta đang làm cái gì, chế độ chúng ta đang thể hiện cái gì, loài người đang làm cái gì, Châu Đốc này đang có những cái sự kiện gì, thì nhiều đời sau biết. Như vậy cũng quan trọng không? Tôi nghĩ rằng cái nhiếp ảnh rất quan trọng. Cho nên người ta nói tôi đam mê nghệ thuật thì cũng có, nhưng mà sở dĩ tôi còn đeo theo đây đó là để tiếp tục cùng với tụi trẻ tuyên truyền, giới thiệu những cái mà đường lối chủ trương của đảng ra tận ngoài quần chúng nhân dân bằng nhiều con đường, mà trong đó có bằng con đường nghệ thuật.
trong cái vai trò là phân hội trưởng hội nhiếp ảnh của thành phố Châu Đốc là cố gắng để tiếp thu và bảo tồn cái ý nguyện, những cái kiến thức mà của các chú đã truyền tải gửi gắm vào cái con đường nhiếp ảnh nghệ thuật ngày một phát triển hơn, để xây dựng cái hình ảnh quê hương Châu Đốc với bạn bè ở phương xa một ngày càng sinh động và tươi trẻ hơn. Hiện dù ở cái tuổi thuộc xưa nay hiếm, nhưng các ông vẫn giữ nguyên ngọn lửa đam mê và miệt mài giới ảnh nghệ thuật. Những câu chuyện qua ống kính của các ông luôn mang nét đẹp của tạo hóa, sức sống con người, không chỉ trên quê hương An Giang mà dọc dài đất nước, để lưu giữ những ký ức cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.